Chương thứ 7: Thời kỳ về hưu. Trong chuyến công du 3 tháng tại Mỹ quốc năm 1957, tôi được hân hạnh cùng giáo sĩ Herman H. Hannett đến thăm thành phố Washington North, kinh đô miền Bắc nước Mỹ. Tại đây, chúng tôi có dịp lưu lại 2 ngày trong nhà dưỡng lão, cơ quan từ thiện của giáo hội dành riêng cho các giáo sĩ ngoại quốc khi về hưu không có chỗ ở hoặc không có thân nhân cấp dưỡng. Trại dưỡng lão này trước kia là một viện bài lao của thành phố, tọa lạc trên một ngọn đồi thật đẹp với 4 tòa nhà lớn, giữa có nhà thờ và nhà ăn. Dọc theo triền đồi lại có những dãy nhà xinh xắn xen lẫn với những hàng cây râm mát. Nơi đây giờ giấc được chia đều cho mỗi ngày. Cứ 8 giờ sáng có một hồi chuông mời điểm tâm, 12 giờ mới có hồi chuông ăn trưa, và 6 giờ chiều lại có hồi chuông ăn tối. Ngày nào cũng đều đặn như vậy. Sống 2 ngày 2 đêm tại đây, tôi có dịp quan sát thấy kỹ về những bữa ăn, những chỗ ngồi, thì giờ tiêu khiển cũng như thì giờ thờ phượng Chúa của các cụ ông, cụ bà giáo sĩ về hưu. Tiếng chuông thay cho lời mời. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, thấy các cụ từ những dãy nhà dưới triền đồi cắp tay nhau bước lên những bậc thang để tiến đến nhà ăn. Người thì tay chống gậy, bước đi trong dáng điệu hết sức mệt nhọc. Quãng đường từ chỗ nhà trọ đến nhà ăn tuy không xa lắm, nhưng dường như được chia làm 2 đoạn. Họ phải dừng lại nghỉ mệt vài phút dưới gốc cây rồi mới đi tiếp tục. Trước giờ ăn chiều, tôi lại thấy các cụ dìu nhau từng đôi một ra ngồi trên những chiếc ghế đá dưới bóng cây, như để nhìn trời, nhìn chim bay, nhìn lá rụng, nhìn hoa tàn, nhìn tuyết rơi, để mà nghĩ về thân phận mình. Cũng có cụ ngồi một mình, tay run run giở kinh thánh ra đọc. Những ám ảnh về hiện tượng già lua trong đời sống. Những hình ảnh tiều tụy của những cụ già trên đây đã lưu lại trong tôi những nét hằn rất đậm, không thể nào tẩy xóa được. Lòng tôi nao nao, tâm tư tôi luôn luôn vướng bận suy nghĩ về hiện tượng cằn cỗi trong cuộc sống. Đành rằng đã là con người thì không ai có thể thoát khỏi sự chi phối của định luật thiên nhiên này. Nhưng không hiểu sao tôi cứ băn khoăn mãi. Ngay trong lúc thiếu thời, tôi vẫn thường thổ lộ với bạn bè là rất sợ sống trong tuổi già, vì khi ấy những người cùng nhịp sống với mình đã lần lượt đi vào cõi đời đời, còn những người đang sống với mình thì lại không có cùng một tâm trạng như mình. Có lẽ chính vì thế mà sứ đồ Phaolô trong lúc tuổi già đã nói: "Tôi muốn đi ở với Chúa là hơn." Năm 1963, tôi được nghe anh em thuật lại lễ nghỉ hưu của mục sư Nguyễn Văn Trình do Tổng Liên hội và Lam Hà tổ chức tại nhà thờ Phan Thanh Giản, Sài Gòn. Ngày 30 tháng 5 năm 63, tôi tự hỏi: lễ hưu trí là gì nhỉ? Phải chăng đó là một an ủi hoặc một khích lệ có tính chất nhất thời đối với những người đã từng lao nhọc trong công trường thuộc linh của nhà Chúa? Hay là nó chỉ mang một ý nghĩa thông thường như là bắt đầu giai đoạn không làm việc nữa, sống để dưỡng già, chờ chết? Hay là hưu trí cũng có nghĩa là hưu trí như lời nói đùa của một giáo sĩ mà tôi có dịp nghe? Dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa thì tuổi già cũng là một đầy ải của thân phận. Thời gian của tuổi già là thời gian để thọ ơn. Chính vì thế tôi không thích sống trong tuổi già, không thích hưu trí. Mùa thu năm 1922, tôi đã tình nguyện vào trường Kinh Thánh Đà Nẵng để học biết lẽ thật, để sống theo lẽ thật và làm chứng về chân lý cứu rỗi cho đồng bào một cách hăng hái thế nào. Thì cho đến nay 1969, tâm trí tôi vẫn còn sốt sáng và lóng lẫy như vậy. Mặc dù sức khỏe có kém đi, nhưng lòng ham thích học lời Chúa và làm chứng về Chúa vẫn không thay đổi, có thể bảo còn trội hơn nữa là đằng khác. Trong tác phẩm Let Mr. Rabble của văn hào Victor Hugo, nhân vật mà tôi thích nhất là anh chàng Jean Valjean. Lương tâm và cuộc đời con người cần phải được đổi mới. Và như vậy, hễ còn sống trên mặt đất ngày nào thì cũng phải sống cho đúng nghĩa ngày ấy. Có
khó như thế, cuộc đời mới đẹp. Trước khi buông xuôi hai tay, lão ngư ông của Ernest Hemingway vẫn còn thừa năng lực để chiến đấu và chiến thắng. Thuyền về bến đã khuya, ngư ông và các vật cần thiết về nhà, ngủ rồi không thức dậy nữa. Một hình ảnh như vậy thật hào hùng biết bao. Suy nghĩ về những câu chuyện trên đây, tôi thấy mình có thêm lý do để không thích sống trong tuổi già, còn sợ sống trong tuổi già cũng thế. Tuy nhiên, sợ là một lẽ mà buộc phải đối đầu với định luật bất di bất dịch này lại là một lẽ khác. Cho nên, những khi đọc những tạp chí hoặc sách báo, nếu gặp những bài cảo luận liên quan đến vấn đề này, chẳng hạn như chuẩn bị cho tuổi già, phải biết sống trong tuổi già, phải thực tế biết mình già, vân vân, tôi đều cắt và dán lại thành một tập để nghiên cứu và nhờ ơn Chúa giúp mình trong cuộc sống hiện tại. Chính quyền, một quan điểm về sống đẹp của Nguyễn Hiến Lê, dịch từ nguyên tắc Anh ngữ của nhà văn nổi tiếng Lâm Ngữ Đường, đã đem lại cho tôi nhiều khích lệ. Những tư tưởng của ông rất có giá trị, vì đó chính là những kinh nghiệm sống. Tôi rất hâm mộ nhà văn lão thành này. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thích hưu trí. Những từ ngữ hưu trí, trí sự về hưu nghỉ việc hoặc hưu trí, mặc dù đùa bỡn, đối với tôi vẫn là một xúc phạm. Hay nói đúng hơn, đó là một mặc cảm không tốt đẹp. Tôi không muốn bị đặt bên lề cuộc sống như một thừa thải đối với tất cả mọi sinh vật của giáo hội và cuộc đời. Tôi không muốn sống chỉ để tụ hưởng hoặc chỉ để nhận lãnh những sự cung phụng của người khác. Chính vì thế mà tôi không thích nghe đến hai chữ hưu trí, cũng như không thích nói đến hai chữ hưu trí. Tôi mang lặng một thành kiến không mấy đẹp đối với hai chữ này. Nhưng khi học lại sách Dân Số Ký, nhất là trong đoạn nói về cuộc hành trình 40 năm trong đồng vắng của dân Israel về đất hứa, về 10 điều răn trên núi Sinai và vấn đề phân nhiệm công tác cho 12 chi phái đóng trại chung quanh đền tạm, tôi bỗng nhận được sự dạy dỗ mới. Kinh Thánh chép, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Này là luật định về người Lê-vi, từ 20 tuổi sắp lên, người Lê-vi phải đến nhập ban trong công việc của hội mạc. Nhưng đến 50 tuổi, người sẽ ra ban, chẳng làm công việc nữa. Người phải giúp đỡ anh em mình trong hội mạc, coi sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công việc nữa. Người phải đối cùng người Lê-vi mà làm như vậy về chức phận của họ. Dân Số chương 8 câu 23 câu 26. Đây là luật lệ mà Chúa đã dành cho người Lê-vi, chi phái được biệt riêng cho đền tạm để lo việc thờ phượng, mà Môi-se có nhiệm vụ thi hành đứng đắn mệnh lệnh ấy. 20 tuổi vào ban làm công việc, 50 tuổi ra ban không làm công việc nữa, nhưng cứ phải giúp đỡ anh em mình trong việc hội mạc. Như vậy không phải hoàn toàn là không làm việc nữa, mà chỉ là không nắm giữ quyền hành, không tiếp tục chức vụ lãnh đạo nữa mà thôi. Người hưu trí trong trường hợp này có nghĩa là người trở về với vai trò phụ giúp hoặc coi sóc việc chi mà người đã được giao cho mình. Nhận được sự dạy dỗ này, lòng tôi rất vui thích. Tuy nhiên, không phải vui thích vì thời gian phục vụ Chúa của người Lê-vi, mà vui thích người phải cứ giúp đỡ anh em mình trong hội mạc, coi sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công việc nữa. Câu Kinh Thánh ngắn ngủi này đã giải đáp những thắc mắc của tôi từ nhiều năm qua. Tâm trí tôi không còn băn khoăn khi nghĩ đến lúc phải về hưu nữa. Trái lại, lòng rất thỏa mãn với ý nghĩa của sự hưu trí trong Dân Số Ký đoạn 8 trên đây. Thế là sau nhiều ngày suy nghĩ và cầu hỏi ý Chúa, tôi nhận thấy đã đến lúc mình có thể xin về hưu để nhường chỗ cho người khác. Tuy nhiên, để công việc khỏi bị đình trệ, một mặt tôi trình bày vấn đề này với ban giám đốc cô nhi viện và ông hội trưởng Tổng Liên hội Mục sư Đoàn Văn Miêng. Ông Mục sư Miêng đã chính thức thay thế tôi trong chức vụ hội trưởng Tổng Liên hội từ năm 1960. Một mặt, tôi viết thư cho tấn sĩ Kemp, chủ tịch hội CCF, cơ quan bảo trợ nhi đồng quốc tế, và thảo luận với ông Vijay Miu, đại diện của CCF tại Việt Nam,
để xin thu xếp những công việc liên quan đến viện. Sau đó tôi gửi văn thư chính thức lên ban trị sự tổng liên hội vào khoảng cuối năm 1965 để xin nghỉ hưu. Trong khi chờ duyệt quyết định của Trung ương, tôi vẫn vui với những công việc thường nhật. Hơn 200 khuôn mặt trẻ thơ trong viện là nguồn an ủi to tát đối với tôi trong lúc tuổi già. Có thể bảo đây là một tổ ấm của những con chim non côi cút không cha mẹ, thiếu vắng tình thương. Mỗi khi nhìn chúng tung tăng, nhạy cảm, tôi cảm thấy như lòng mình trẻ lại. Lạy Chúa, xin Chúa cho đoàn trẻ thơ này lớn lên trong ý muốn Chúa. Đầu tháng 3 năm 1966, một cuộc nhóm đặc biệt cho các mục sư truyền đạo được tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 1966. Diễn giả trong dịp này là tiến sĩ O.J. Sanders, hơn 70 tuổi, có quốc tịch Anh và hiện đang làm giáo sĩ tại Tân Tây Lan. Có quốc tịch Anh, tôi rất sung sướng được đến để nghe ông giảng suốt chương trình 5 ngày. Ngoài những bài giảng kinh thánh rất sâu nhiệm về lãnh đạo ba ngôi, mục sư Sanders còn đề cập nhiều đến tư thế của mục sư trong chức vụ và chương trình phục vụ Chúa của mục sư trong hội thánh. Trong phần nói về tư thế của mục sư trong chức vụ, ông đã nhận định: người cao tuổi phải rút lui, nhường chỗ cho những người trẻ. Nhưng rút lui nhường chỗ không có nghĩa là phải bỏ việc, nghỉ việc, không làm nữa, mà là phải đứng ra phía sau để cầu nguyện, giúp ý kiến cho đảng hậu tiến và sẵn lòng đảm nhiệm những chức vụ giao phó mà mình tự cảm thấy có đủ khả năng. Mục sư truyền đạo phải có ý thức rõ rệt về chức vụ của mình đối với hội thánh. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết tiến đúng lúc và cũng biết thối đúng lúc. Có nhiều người thi hành chức vụ lúc đầu có vẻ đắc lực nhưng sau cũng thất bại, chính vì không nhận được tình thế, hành sự không đúng lúc. Nếu một người chúng ta đều có một nhãn quang thuộc linh nhạy bén, biết khi nào nên làm và khi nào không nên làm, thì hậu trường hội thánh sẽ mạnh và vui, vì chúng ta biết huy động nhân lực một cách tương xứng trong công trường của nhà Chúa. Nghe được điều ấy, tôi liền lớn tiếng Amen nhiều lần trong giờ giảng. Khi thấy tôi làm như vậy, thì một số anh em mục sư truyền đạo liền nhìn tôi với một nụ cười. Sự thật, họ đâu biết được tôi vốn có ý nghĩ như vậy từ lâu, nhưng chưa có dịp nói ra. Sau khi ở Đà Lạt về, cuối tháng 3 năm 1966, tôi gửi một văn thư khác cho Tổng Liên Hội để nhắc lại đơn xin hưu trí của tôi trước đây. Trong văn thư này, một lần nữa tôi tha thiết xin Ban Trị sự Tổng Liên Hội cho phép tôi được về hưu bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1968, đồng thời cũng xin Ban Trị sự Tổng Liên Hội đề cử người khác thay thế tôi trong chức vụ Giám đốc Cô Nhi Viện kể từ ngày nói trên. Sở dĩ tôi phải dự trù một thời gian khá dài như vậy là để Ban Trị sự Tổng Liên Hội và Cơ quan Bảo trợ Nhi đồng Quốc tế có đủ giờ lo liệu công việc. B. Lễ hưu trí và bàn giao chức vụ Giám đốc Cô Nhi Viện. Y theo đơn ngày 21 tháng 5 năm 1968, Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhóm lại và đồng ý chấp thuận cho tôi được nghỉ hưu do biên bản số 368 TLS-167, đồng thời đặt cử ông mục sư Trần Văn Đệ giữ chức vụ Giám đốc Cô Nhi Viện thay tôi. Khi nhận được biên bản ấy, tôi liền mời Ban Giám đốc Cô Nhi Viện nhóm lại để kiểm điểm sổ sách, tiền bạc và soạn thảo văn thư bàn giao giữa tôi và mục sư tân giám đốc. Lễ bàn giao chính thức được tổ chức tại nhà thờ Cô Nhi Viện lúc 16 giờ chiều ngày 30 tháng 6 năm 1968 do mục sư Trần Trọng Thục, chủ nhiệm địa hạt Nam Trung Phần, chủ tọa. Một diễn từ của mục sư phó hội trưởng Tổng Liên Hội. Ông mục sư Vũ Văn Cư, phó hội trưởng Tổng Liên Hội, thay mặt mục sư hội trưởng Tổng Liên Hội trình bày đại cương về việc thành lập Cô Nhi Viện và tuyên đọc biên bản của Tổng Liên Hội nguyên văn như sau. Kính thưa quý vị quan khách, được một khải tượng về công việc của Chúa là một đặc ân của Ngài. Biến khải tượng thành một thực sự, ấy là công việc của đức tin neo mình trong tay Chúa cùng với ý chí quyết theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Đang khi chúng ta ngồi trong nhà thờ của khu Cô Nhi Viện, hãy hồi tưởng đến khoảng thời gian 15 năm trước đây. Khuôn viên này chỉ là một miếng đất hoang vắng và lạnh lẽo,
như cái nghĩa địa ở bên kia quốc lộ số 1 đối diện với nó. Lúc ấy, cụ mục sư Lê Văn Thái giữ chức hội trưởng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã được khải tượng về công tác của Hội Thánh, công tác xã hội để bày tỏ các thực tế của Cơ Đốc giáo cho đồng bào. Năm 1952-1953, cuộc chiến tranh Pháp Việt đang hồi quyết liệt, gieo tang tóc cho nhiều gia đình tín hữu. Hình ảnh các em thiếu nhi không cha, thiếu mẹ, neo nóc đã gây xúc động cho đầy tớ ngài. Khi đi thăm đây đó, Đức Chúa Trời đã dùng những hình ảnh sống động ấy mà ban cho cụ khải tượng về sự thành lập một cô nhi viện. Để thúc đẩy đầy tớ Chúa trong công tác này, ngài đã cảm động một số giáo sĩ W.C. Kamen trước khi qua đời, để lại một chúc thư di tặng tài sản của mình cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chính tài sản ấy đã được dùng để xây cất những cơ sở đầu tiên của cô nhi viện. Buổi đầu của một công tác mới thì tránh xa khỏi những khó khăn ngăn trở từ bên ngoài lẫn bên trong, nhưng với ý chí cương quyết và lòng tin vững vàng, cụ đã vượt qua mọi chặng đường ấy. Sau 15 năm kiên trì hoạt động của cụ, chúng ta đều thấy cô nhi viện đã được mở mang đồ sộ như ngày nay. Về phần cơ sở cũng như số lượng các em cô nhi thật, cụ mục sư Lê Văn Thái đã gây dựng cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một tài sản đáng giá hàng chục triệu đồng, để lại cho chúng ta một gương sáng về tinh thần hầu việc Chúa, hướng theo một mục đích cao cả rất khích lệ chúng ta. Hiện nay tuổi cụ đã cao, sức khỏe không được thường. Cụ đã gửi đơn lên ban trị sự Tổng Liên Hội xin nghỉ chức vụ giám đốc cô nhi viện và hồi hưu. Trong kỳ họp từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 1968, ban trị sự đã đồng thanh chấp thuận để cụ nghỉ chức giám đốc và hồi hưu. Vậy, thay mặt cho ban trị sự Tổng Liên Hội, tôi xin tuyên đọc biên bản số 368 LTL THL 167, nhóm từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 1968. Khoản 6, biểu quyết chấp thuận đơn của cụ mục sư Lê Văn Thái đề ngày 20 tháng 3 năm 1968 xin nghỉ chức giám đốc cô nhi viện Tin Lành Nha Trang kể từ đầu tháng 7 năm 1968 thông qua. Khoản 7, biểu quyết chấp thuận đơn của cụ mục sư Lê Văn Thái đề ngày 23 tháng 9 năm 1968 xin hưu trí kể từ đầu tháng 7 năm 1968 thông qua. Khoản 8, biểu quyết thuận cử mục sư Trần Văn Đệ giữ nhiệm vụ giám đốc cô nhi viện Tin Lành Nha Trang một nhiệm kỳ 2 năm kể từ đầu tháng 7 năm 1968 thay cho cụ mục sư Lê Văn Thái xin nghỉ. Đồng thời, mục sư Đệ kiêm nhiệm vụ chức vụ trưởng ban phát thanh Tin Lành cho đến khi có sự sắp đặt mới thông qua. Trước khi cụ mục sư giám đốc từ giã chức vụ, tôi thay mặt cho ban trị sự Tổng Liên Hội chân thành cảm ơn cụ đã để lại cho Hội Thánh một công tác thật tốt đẹp. Chúa hẳn chẳng khi nào quên công khó của cụ. Theo tình hình tổ chức của Hội Thánh chúng ta thì nhiệm vụ của cụ sắp chấm dứt, song theo tinh thần phục vụ Chúa thì tôi tin rằng cụ chưa được nghỉ cho đến khi Chúa chấp nhận. Thưa ông mục sư tân giám đốc cô nhi viện, tôi thay mặt cho ban trị sự Tổng Liên Hội vui mừng hoan nghênh ông vào chức vụ mới, một chức vụ không thiếu khó khăn và cần sự tế nhị. Nguyện Chúa ban trên ông ân điển dồi dào để hoàn thành nhiệm vụ. Amen. Nha Trang, Chúa Nhật ngày 30 tháng 6 năm 1968. 2. Lời tri ân của một em cô nhi. Sau khi ông mục sư phó hội trưởng dứt lời, một bé cô nhi từ tốn bước ra đứng trước chúng tôi và đọc những lời tri ân sau đây với một giọng nhỏ nhẹ cảm động. Kính thưa cụ giám đốc, thưa ông bà rất quý mến của chúng con, hôm nay là lễ hưu trí của ông và cũng là ngày ông bàn giao chức vụ giám đốc. Chúng con vô cùng bồi hồi cảm xúc. Không phải giờ phút này chúng con mới cảm thấy nỗi buồn nhớ của chúng con, nhưng từ mấy tháng nay nghe ông sắp về hưu, lòng chúng con đã bối rối và buồn rầu vô hạn. Chúng con được biết rằng nơi đây xưa kia chỉ là một bãi cát hoang, thế mà ông đã cậy ơn Chúa với bao công lao khó nhọc lo lắng xây dựng cho viện mỗi ngày một phát triển thêm. Nhờ đó mà ngày nay
viện mới có được quang cảnh tốt đẹp như vậy. Trải qua 15 năm qua, ông bà đã hao tâm tổn trí, lo lắng xây dựng cho biết bao anh chị cô nhi chúng con. Trong số đó đã có nhiều người thành gia thất và đã chiếm được những địa vị khả quan trong xã hội. Ông bà lại còn luôn lo lắng cho chúng con từng ly từng tí, nào là áo cơm, nào là nơi ăn chỗ ngủ, nơi thờ phượng Chúa, chỗ học. Nhưng không phải ông bà chỉ nói cho chúng con có vậy thôi đâu. Chúng con còn nhận nơi ông bà một tình thương mà chúng con không tìm đâu hết. Một tình thương làm ấm áp lòng chúng con, một tình thương làm sống lại nơi chúng con là những trẻ xấu số, một niềm hy vọng tươi mới. Hàng ngày thấy bóng dáng ông, lòng chúng con cảm thấy vững vàng, trí chúng con được tươi vui. Thưa ông bà quý mến của chúng con, tuổi trẻ chúng con thường hay mắc lỗi lầm, ưa làm trái kỷ luật. Nhưng khi nghĩ đến ông bà, chúng con lại sợ làm ông bà buồn, nên chúng con thường bảo nhau cố gắng sống ngoan ngoãn, để ông bà vui trong tuổi già mà lo lắng cho chúng con. Một vài ngày vắng bóng ông, thiếu nụ cười hiền hòa của ông, lòng chúng con đã cảm thấy trống vắng quá nhiều. Thế mà nay ông lại nghỉ luôn, thì kể sao cho xiết nỗi nhớ thương của chúng con được. Chúng con là những kẻ thiếu cha mất mẹ, Chúa đã thương chúng con, cho chúng con sống trong viện đây, mà chúng con cảm thấy được hưởng tình thương ấm áp như trong một gia đình. Ông bà chính là cha mẹ, là ông bà của chúng con. Nhưng chúng con biết rằng thời gian trôi qua không ngừng, và chúng con đâu có sức gì để níu kéo thời gian lại. Thật vậy, tuổi ông bà mỗi ngày một cao, và bao nhiêu năm ông bà đã tận tụy lo gây dựng công việc nhà Chúa. Hơn nữa, những năm sau này, ông bà đã để hết tâm lực lo lắng cho đoàn cô nhi chúng con. Bây giờ là lúc ông bà đáng phải nghỉ ngơi, với niềm vui là nhìn thấy những hạt giống của ông bà đã gieo ra được mọc lên và đứng đâm bông kết trái tốt đẹp cho nhà Chúa. Ông chính là người sáng lập ra viện này. Tinh thần vị tha và lòng yêu thương cao quý của ông bà sẽ là ngọn lửa bất diệt, bừng sáng mãi nơi đây. Vì vậy, con xin thay lời cho các anh em cô nhi đã xuất viện, cho anh chị em chúng con hiện đương sống tại viện, và những lớp cô nhi sẽ vào sống trong viện sau này, chân thành nói lên lòng biết ơn vô bờ bến của chúng con đối với ông bà rất quý mến của chúng con. Để tỏ lòng biết ơn ông bà, chúng con chỉ biết gắng sức học hành, hết lòng kính sợ Chúa, để trở nên người ích lợi cho nhà Chúa và mai sau. Chúng con biết ông bà chỉ mong ước nơi chúng con có vậy mà thôi. Tô Thị Nhỏ đọc tại nhà thờ Cô Nhi Viện ngày 30 tháng 6 năm 1968. 3. Những lời chúc mừng của anh em tín hữu và các bạn đồng lao. Trong buổi lễ bàn giao hôm ấy, cô mục sư ông Văn Huyên, viện trưởng Kinh Thánh Thần Học Viện Nha Trang, có cảm tác một bài thơ tặng tôi với tư cách một người bạn đồng song và đồng lao. Ý thơ của cụ chân thành và cảm động, mặc dù cùng một lúc tôi đã nhận được rất nhiều thư từ điện tín của quý vị mục sư truyền đạo, tín hữu và thân nhân của các em cô nhi từ khắp nơi gửi về chúc mừng. Nhưng tôi chỉ xin mạn phép chép lại bài thơ của cụ Huyên để gọi là đặc biệt kỷ niệm một tình bạn. Hơn 40 năm trước, năm 1922, chúng tôi đã cùng nhau bước chân vào trường Kinh Thánh Đà Nẵng để học hỏi lời Chúa. Và từ ngày ấy đến nay, chúng tôi luôn luôn kề cận bên nhau trong những giờ phút khó khăn nhất của lịch sử giáo hội. Cụ tiễn tôi với giọng điệu bùi ngùi, và tôi bắt tay cụ với những mối cảm hoài không tả được. Sau đây là nguyên văn bài thơ của cụ. Lễ hưu trí cảm tạ ơn cha, bàn thạch tay thiên vững nếp nhà, giao hối trẻ côi ân đức trọng, giám minh son sắc tránh trung hòa, đốc đôn mười lễ năm năm trọ,
cô đãi năm nay 70 già. Nhi ấu bùi ngùi nhìn núi Thái, viện tiền để cử tuổi mừng ca. Đồng Song và Đồng Nao, mục sư ông Vân Huyên. Sau lễ bàn giao chức vụ giám đốc trong phạm vi cô nhi viện ngày 30 tháng 6 năm 1960, địa hạt Lam Trung Phần và Tổng Liên hội quyết định chính thức lễ nghỉ hưu của chúng tôi tại nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Nha Trang vào lúc 16 giờ ngày 8 tháng 8 năm 1968. Đây là một ưu ái, một danh dự đặc biệt mà Hội Thánh đã dành cho chúng tôi. Buổi lễ hôm ấy do ông mục sư Trần Trọng Thục chủ nhiệm, địa hạt Nam Trung Phần chủ tọa. Chúng tôi bước vào nhà thờ dự lễ hưu trí, lòng hân hoan như lãnh bằng tốt nghiệp tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng năm ngày 27 tháng 4 năm 1928. Hơn 40 năm qua rồi, cái bằng tốt nghiệp ấy của tôi vì chiến tranh nó đã thất lạc nơi nào tôi cũng không còn nhớ nữa. Nhưng tôi tin chắc rằng không có gì mất đi trước mặt Chúa. Ngài đã ghi tất cả trong quyển sách rồi. Khi Chúa đến, quyển sách ấy sẽ mở ra. Quang cảnh buổi lễ hôm ấy tuy đơn sơ nhưng không kém phần long trọng. Trong những ngày còn lại trên đất này, đối với tôi, đây chính là một trong những kỷ niệm khó quên. Quá khứ đã trở về với tôi một cách êm đềm và lặng lẽ. Nhìn lại những đoạn đường đã qua, tôi thật có cớ để ngợi khen sự gìn giữ và bao bọc của Chúa. Đại cương buổi lễ đã được ông Lạc Giao ghi lại như sau. Lễ hưu trí của cụ mục sư Lê Văn Thái chiếu theo nghị quyết Tổng Liên hội vừa lúc đề cập đến một nghi lễ cần được cử hành để tạ ơn Chúa và sau là để tôn quý các vị mục sư truyền đạo đã đáo hạn và đủ điều kiện khi các mục sư ấy xin hồi hưu. Như câu khẩu hiệu có in ở chương trình buổi lễ hôm nay, nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Giăng chương 12 câu 26. Địa hạt Nam Trung Phần lần này chiếu theo quyết nghị đó là cử hành lễ hưu trí cho cụ mục sư Lê Văn Thái. Tuy nhiên, cụ mục sư Lê Văn Thái không phải là vị hồi hưu đầu tiên ở Lam Trung Hạt, nhưng lễ hưu trí này là lần đầu tiên vì buổi lễ được cử hành ngay sau khi có quyết nghị Tổng Liên hội ban hành. Lễ cử hành tại nhà thờ Chi hội Nha Trang vào lúc 16 giờ ngày 8 tháng 8 năm 1968 và đặt dưới quyền chủ tọa của mục sư Trần Trọng Thục, chủ nhiệm Lam Trung Phần. Bên ngoài nhà thờ chiều nay bỗng trở nên rộn rịp đông đảo khác thường và bên trong được trang trí tôn nghiêm. Ngay trước giảng đài, một tấm băng màu trắng chạy suốt bề ngang viết bằng màu chữ đỏ lễ hưu trí của cụ mục sư Lê Văn Thái. Khung cảnh nhà thờ nghiễm nhiên đứng trong tư thế huy hoàng náo nhiệt, nhưng hình như bầu không khí bao trùm đâu đây thấm đượm những nỗi ngậm ngùi khó tả. Gần hết các quý vị mục sư truyền đạo của Lam Trung Phần về đủ. Có sự hiện diện của các quý ông hội trưởng Tổng Liên hội, hội trưởng truyền giáo, các quý ông bà trong ban giáo sư thần học viện, các quý ông giám đốc cô nhi viện, chuẩn y viện, mục sư đại diện Hội Thánh Mỹ Tho, giám đốc nha tuyên úy Tin Lành. Về các bản hát của lễ biệt ca như ban thanh niên Nha Trang cô nhi viện và mục sư truyền đạo trong hạt, rồi một thiên bút ký lược trình về chức vụ của mục sư Lê Văn Thái do thư ký địa hạt tuyên đọc. Bản lược trình đã rút gọn thể theo lời thời gian hữu hạn của buổi lễ, nhưng cũng vừa đủ để nói lên đại ý một cuộc đời vừa sâu đậm vừa ẩn khúc đã lướt qua bao độ thăng trầm, một cuộc đời từng hiến dâng cho Đức Chúa Trời để phục vụ Hội Thánh, quả làm cuộc đời đẹp đẽ biết bao. Suốt trong 46 năm đằng đẵng của chức vụ lại xen vào một khoảng khá lâu dài của thời chiến tranh, tổ quốc lâm nguy, thế thời tô đậm màu lửa máu. Không thể quên rằng cụ mục sư Lê Văn Thái đã từng là truyền đạo, là mục sư, là chủ nhiệm, là hội trưởng suốt 18 năm, là giám đốc sáng lập cô nhi viện liên tiếp cả 15 năm. Cụ là một chiến sĩ não thành của thập tự giá, đã từng gan dạ xung pha trên các mặt trận, rong ruổi trên linh trình đã ngót nửa thế kỷ như mới thoáng qua. Ông thư ký chấm dứt bản lược trình thì có những người chúc mừng, bày tỏ cảm tưởng kính mến đối với cụ là một người được Chúa đại dụng. Do các quý ông hội trưởng Tổng Liên hội, chủ nhiệm Lam Trung Phần, các quý vị giám đốc cô nhi viện và chuẩn y viện,
quý ông viện trưởng, thần học viện và nhất là những lời luyến tiếc lồng nhật của đàn trẻ mồ côi cũng như thổ lộ tâm ý cách não lùng để tiễn đưa cụ giám đốc sán lọc cô nhi viện về hưu. Chính mục sư Lê Văn Thái nhân dịp này cũng bày tỏ tâm sự khiến ai đấy nghe qua cũng phải ngậm ngùi mến phục. Rồi đến số đông tín hữu xa gần từ Sài Gòn ngỏ lời tri ân sâu xa với cụ đã có công dắt dìu họ từ lâu. Rồi các tặng phẩm lần lượt kính cụ để làm món quà kỷ niệm của các cơ quan như Tổng Liên Hội, Địa Hạt, Thần Học Viện, Cô Nhi Viện cùng các tín hữu tư nhân. Một số khá nhiều điện tín thư thiệp gửi đến chúc mừng cụ mục sư trong buổi lễ này. Sau hết là một vòng hoa danh dự tượng trưng công cuộc chiến thắng do đại diện Tổng Liên Hội choàng ngang lên vai và cổ của vị lãnh đạo tinh thần đã tận tụy hiến dâng đời sống để phục vụ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Tất cả hội trưởng đứng dậy chào mừng và buổi lễ chấm dứt trong tiếng ca vang tôn vinh danh Chúa. Sau khi vị giáo sĩ hội trưởng Icewind giơ tay chúc phước vào lúc 17:20 ngày tháng như trên, lạc giao kỹ thuật. Cũng như trong buổi lễ tổ chức tại nhà thờ Cô Nhi Viện hơn tháng trước, lần này thư từ và điện tín từ khắp các nơi gửi về quá nhiều. Tôi không thể trả lời cũng như không thể chép lại hết được. Để lưu niệm, xin phép quý vị độc giả cho tôi được chọn mỗi thành phần một bài mà thôi. Trong đó bài thơ tiêu biểu của những người đã từng góp mặt với tôi trong quãng đường dài hầu việc Chúa. Với chủ tâm đó, nên trong giới hạn cứ biết nhau từ thuở nhỏ, tôi hân hoan ghi lại đây bài thơ của ông Nguyễn Văn Hạ, người đã cùng tôi sống chung trong một hội thánh lúc thiếu thời và cùng gia đình bị bắt bớ khủng khiếp. Cảm ơn ông đã giữ vững được đức tin. Và điều vui sướng hơn hết là cho đến ngày nay, ông và tôi vẫn thường có dịp gặp nhau chung trong một nhà thờ. Tôi rất cảm động nhìn thấy ông có mặt trong buổi lễ hưu trí. Ông đã sốt sắng đến dự và chúc mừng tôi với những lời lẽ chân thành. Riêng về các con cái, Chúa, tôi xin chọn bài thơ của cụ Nguyễn Thiền Đạo, một tín hữu lão thành cây quán ở miền Bắc, hiện cư trú ở miền Nam. Cụ Đạo là người đã từng cộng tác đắc lực với tôi trong việc giao truyền tin lành cho đồng bào miền Bắc, như tôi đã có dịp đề cập đến nhiều lần ở những phần trước. Trong giới phụ nữ có bài thơ của bà mục sư Phạm Văn Năm, hiện hầu vị Chúa tại Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang. Và sau cùng là bài thơ của cụ mục sư ông Văn Huyên đọc trong bữa ăn chung sau lễ hưu trí. Đây là bài thơ thứ hai cụ Huyên đã cảm tác để tặng tôi. Bài thơ ứng khẩu của cụ mục sư ông Văn Huyên: Mừng anh hưu trí, trí chưa hưu, cùng bạn đồng nao cộng tác ưu, tiệc lớn cười kêu vang núi Thái, nhìn thu ơn Chúa sử di lưu. Bạn mục sư ông Văn Huyên. Bài thơ của ông Nguyễn Văn Hạ: Chúc mừng hai cụ sống cho ngài, phước Chúa xưa nay đã lắng lai, gia đình các cháu càng nảy nở, tuổi tác ông bà vẫn bền dai, chức vụ thành tâm không thiếu sót, ơn trên thỏa mãn chẳng hề sai, nay còn nguyện Chúa ban thêm sức để được tùy theo ý muốn ngài. Nguyễn Văn Hạ, tín đồ Nha Trang. Bài thơ của cụ Nguyễn Thiền Đạo: Hai cụ Lê Văn Thái mục sư hy sinh phục vụ Chúa nhân từ, Thánh Kinh cõi Việt giao truyền khắp, cô viện họ chồng vững lập như, 46 năm trường công tác trọn, 70 tuổi thọ phúc phần dư, triều thiên mão đội ca khen Chúa, vạn thủa danh còn tại thánh thư. Khánh hội ngày 1 tháng 8 năm 1968. Chân sinh Nguyễn Thiền Đạo, kính thẳng. Bài thơ của bà mục sư Phạm Văn Năm: Đường trời trải bước nắm gian nan, noi dấu trên con thật vẻ vang, 46 năm trường trong trận chiến, 70 tuổi thọ vẫn an toàn, linh công rực rỡ người ghi nhận, mão miệng huy hoàng Chúa sẵn ban, mừng cụ hồi hưu tròn nhiệm vụ, đôi dòng sử liệu điểm vang thêm. Bà mục sư Phạm Văn Năm, Thần Học Viện Nha Trang. C. Sinh hoạt trong những ngày còn lại. Thấm thoát tôi đã về hưu được hơn một năm. Trong thời gian này, một biến cố hết sức chua xót bỗng xảy đến cho gia đình tôi. Nhà tôi qua đời.
Đây có thể bảo là thử thách to lớn nhất đối với tôi trong những ngày còn lại trên đất. Nhà tôi, một người đàn bà mảnh khảnh, hiền hòa và chân thật, luôn luôn lấy sự mình có làm đủ, kiên nhẫn, trung tín với Chúa và trung tín với mọi người. Bà đã vượt lên trước tôi và đã chiếm được sự yên nghỉ đời đời trong nước Chúa. Lúc 19:30 ngày 24 tháng 2 năm 1969, tại nhà riêng ở số 80 đường Nguyễn Hoàng, Nha Trang, tang lễ cử hành lúc 16:00 ngày 28 tháng 2 năm 1968 tại nhà thờ Hội Thánh Nha Trang do cụ mục sư ông Văn Huyên làm chủ lễ. Do đó, thân xác của nhà tôi được tạm gửi trong lòng nghĩa trang Thần Học Viện Nha Trang. Trước giờ di quan, cụ mục sư Huyên đã mời ông mục sư Vũ Văn Cư với tư cách một con cái Chúa ở Hà Nội, đã biết chúng tôi lâu năm, nói vài lời về tiểu sử của bà Lê Văn Thái. Tôi xin mạn phép ghi lại những lời của ông để nhớ lại nhà tôi, một người đàn bà đã hy sinh trọn đời giúp đỡ tôi trong chức vụ hầu việc Chúa. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã đẹp lòng đem một người yêu dấu giữa chúng ta là cụ bà Lê Văn Thái về yên nghỉ trong nước của Ngài. Cụ bà mục sư Lê Văn Thái, nhũ danh là Công Tôn Nữ Tú Oanh, một người thuộc hoàng phái, người nhà của Đức Chúa Trời. Đó là vào khoảng năm 1920. Như vậy, chúng ta phải coi cụ như là một trong những tín đồ đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Sau khi tin Chúa, cụ đã dắt đem người chị đến với Chúa. Đến năm 1921, cụ đi học trường Kinh Thánh tại Đà Nẵng. Năm 1922, cụ ra Hà Nội hầu việc Chúa. Năm 1923, cụ về học lại. Và chính tại đây, cụ đã gặp cụ ông. Sau đó, hai người đã thành hôn vào năm 1924 và ra đi hầu việc Chúa lần đầu tiên tại Hội An năm 1925, Mỹ Tho 1926. Đến năm 1927, cụ ông về học năm tốt nghiệp, rồi được bổ nhiệm ra Bắc hầu việc Chúa từ năm 1928. Đến năm 1951, phần lớn thời gian này là làm mục sư của Hội Thánh Hà Nội. Hai cụ đã đến phủ Lạng Thương, thành lập Hội Thánh tại đây rồi trở về Hà Nội. Hình ảnh của cụ bà như khó phai mờ trong lòng các con cái Chúa tại Hội Thánh Hà Nội. Phải, làm sao họ có thể mau quên được cái dáng người dịu dàng hiền hậu, cái nét mặt chân thành chất phát với tấm lòng chứa đựng tình cảm nhạy bén. Vui với người vui, buồn với người buồn, xót xa với người đau khổ vân vân. Các hình ảnh ấy đã tạo thành một không khí đầm ấm, chân thật, đậm đà của cảnh một đại gia đình êm ấm. Dẫu khi cụ ông đã ra khỏi Hội Thánh để lãnh chức vụ chủ nhiệm của một hạt, thì cái tình giữa cụ với các con cái Chúa ở Hà Nội vẫn không kém đầm thấm. Thêm vào đó, trong cụ chúng tôi nhận thấy một mẫu người phụ nữ Á Đông, mặc dầu đã chịu rất nhiều ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo, lặng lẽ săn sóc chồng, chăn nuôi con, coi sóc gia đình là trọng hơn bản thân. Khi cụ ông lên chức hội trưởng của Hội Thánh, cụ đã tâm tình rằng: tôi không thích ai gọi tôi là bà hội trưởng, gọi tôi là bà mục sư tôi vui hơn. Chính những tháng chót đời của cụ, cụ vẫn lo lắng cho sức khỏe của cụ ông hơn là chính mình. Bởi vậy, trong chức vụ hội trưởng đầy khó khăn và đau khổ, cụ đã được an ủi rất nhiều từ nơi cụ bà. Năm 1951, cụ cùng với cụ ông phải lìa Hà Nội để lên Đà Lạt vì cớ công việc chung của Hội Thánh. Việc này đã khiến cho cụ bà cảm xúc buồn bã, nhưng phải giã từ quê hương yêu dấu với các người thân thích vậy. Vào năm 1960, cụ ông không chịu ra ứng cử hội viên nữa, lui về giữ chức giám đốc cô nhi viện, nên hai cụ đã xuống Nha Trang để hầu việc Chúa. Dầu ở Hà Nội, Đà Lạt hay Nha Trang, thì cụ bà vẫn đóng vai trò nội tướng, đảm đang chia sẻ với cụ ông trong các công việc chung cũng như công việc Chúa.
vào mùa đông vừa qua, như được linh tính báo trước những ngày ở trên đất sắp chấm dứt. Cụ đã có những lời chối lại cho cụ ông và con gái là bà Nguyễn Châu Chánh. Sau ngày Tết Nguyên Đán Kỷ Dậu, cụ thấy sức yếu hơn thường. Dầu bác sĩ đã tận tình chạy chữa, song vẫn không khả quan hơn, cứ suy nhược hơn. Anh em, bà con thân thích nghe tin cụ đau nặng đã đến thăm. Cụ vẫn tỉnh táo nói chuyện với mọi người. Thế rồi, vào lúc 19 giờ 10 năm, ngày 24 tháng 2 năm 1969, tức là ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, cụ đã yên nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 70 tuổi. Cụ bà Mục sư Lê Văn Thái đã qua đi, còn để lại cụ ông, bà Nguyễn Châu Chánh là con gái của cụ, hiện nay là hiệu trưởng trường Bethlehem, dễ là Mục sư Tuyên Ý Đại Ý Nguyễn Châu Chánh, hiện là Tuyên Ý trưởng trong binh chủng hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với các cháu ngoại. Cụ bà Mục sư Lê Văn Thái mất đi, để lại một chỗ trống trong gia đình, một tiếc thương trong quyến thuộc cho tân hữu, và từ đây hội thánh cũng vắng bóng một người thân yêu. Trong những nỗi bùi ngùi thương nhớ người đã khuất, chúng ta cũng có những cớ để ngợi khen Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa vì đã ban cho đầy tớ Ngài một giấc ngủ êm đềm trong cánh tay yêu thương của Ngài. Từ đây, những gì của trần tục này không còn quấy rầy người nữa. Lòng trung tín của một đầy tớ, tình yêu thương của một người chăn, sự đảm đang của một người vợ, lòng hy sinh của một người mẹ, lúc nào cũng quên mình vì người khác, quả nào đã để lại cho chúng ta một gương tốt đẹp. Đây là một sự kỳ diệu của ân điển Đức Chúa Trời. Và trong nỗi buổi ngồi đau xót của cảnh kẻ mất người còn, đồng thời cũng bùng lên trong chúng ta một niềm hy vọng an ủi lòng chúng ta. Chúng ta sẽ gặp lại người yêu dấu của chúng ta trong ngày mà cứu Chúa từ trời lấy đại quyền, đại vinh, ngự trên mây trời mà xuống. Lúc ấy, hết thảy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Mục sư Vũ Văn Cư, 4 bức thư ngỏ. Trước ngày bàn giao chức vụ giám đốc cô nhi viện, tôi có gọi điện đến bạn đồng nao cùng toàn thể tín hữu trong cũng như ngoài nước một bức thư ngỏ nhằm mục đích tôn vinh Chúa và cảm tạ sự ủng hộ nhiệt thành của hầu hết con cái yêu dấu của Chúa đối với cô nhi viện trong những năm qua. Trong bức thư ấy, tôi đã kể lại sơ lược những ngày đầu tiên thành lập viện, và bây giờ tôi xin ghi lại để một lần nữa chúng ta có dịp nhớ đến công lao của những người đã góp phần đắc lực trong công việc kiến tạo cơ sở từ thiện tốt đẹp này. Nha Trang, ngày 20 tháng 6 năm 1968. Thư ngỏ của Mục sư Lê Văn Thái, Giám đốc Cô Nhi Viện Tin Lành, Nha Trang. Kính gửi các bạn đồng lao, quý tín hữu trong nước và hải ngoại. Suốt 46 năm trong chức vụ hầu việc Chúa, từ năm 1922 đến năm 1968, vì tuổi cao sức yếu, tôi xin ban trị sự Tổng Liên Hội nghỉ chức vụ Giám đốc Cô Nhi Viện và về trí sự. Vừa đây tôi đã được ban trị sự Tổng Liên Hội chấp thuận khi tôi được nghỉ chức vụ Giám đốc Cô Nhi Viện tại Nha Trang, đồng thời cũng được về trí sự. Biên bản Tổng Liên Hội số 368 TLH 167 khoản 6 và 7 ngày 21 đến 25 tháng 5 năm 1968. Trước khi rời chức vụ Giám đốc Cô Nhi Viện, tôi xin ghi lại nơi đây lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với cụ cố giáo sĩ W.C. Kerman. Các cơ sở đầu tiên của Cô Nhi Viện tại Nha Trang được kiến thiết do tài sản của hai cụ để lại: Mục sư V.C. Amiel, cố mục sư, cụ cố giáo sĩ E.F. Irwin, ông bà giáo sĩ D.F. Irwin, cố mục sư Duy Kinh Nâm và ông mục sư Trần Trọng Thục, là những vị đã đặc biệt giúp đỡ tôi trong những ngày viện mới thành lập. Tôi xin chân thành tri ân ông hội trưởng và ban trị sự Tổng Liên Hội, quý vị chủ nhiệm và ban trị sự các hạt,
quý vị mục sư, truyền đạo cùng tín hữu trong toàn quốc và hải ngoại đã lồng nhiệt ủng hộ tôi từ khi thành lập cô nhi viện này và cứ tiếp tục ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất trải suốt 15 năm qua. Tôi cũng xin thành thật cảm ơn ông Tổng trưởng xã hội, ông Tỉnh trưởng Khánh Hòa, ông Ty trưởng xã hội Khánh Hòa, ông Quận trưởng Vĩnh Xương, các vị đại diện xã và thôn khu vực cô nhi viện, các bác sĩ Việt, Mỹ và Đại Hàn, các cơ quan cứu tế xã hội, các nước bạn đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ tôi trong những năm qua. Hiện nay, số các em cô nhi đang sống tại viện là 232 em. Số các em đã xuất viện trong 15 năm qua là 238 em. Xin quý vị cứ cầu nguyện và tiếp tục ủng hộ cho các em mồ côi của chúng ta đương sống tại cô nhi viện Nha Trang. Hầu danh Chúa được vinh hiển mãi mãi. Ban trị sự Tổng Liên hội đã cử ông Mục sư Trần Văn Đệ, Giám đốc cô nhi viện Tin lành Nha Trang, về kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1968, quý vị chủ tọa các hội thánh thân quyến các em cô nhi và chính quyền có việc gì liên hệ đến cô nhi viện Tin lành tại Nha Trang, xin liên lạc với ông Mục sư Trần Văn Đệ, Giám đốc cô nhi viện Tin lành Nha Trang, hộp thư 130 Nha Trang. Một lần nữa, xin chân thành tri ân quý vị và xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn trong thân ái của Cứu Chúa. Nay kính thư Mục sư Lê Văn Thái, 80 Nguyễn Hoàng, Nha Trang. Hiện nay, tôi đang sống với vợ chồng người con gái duy nhất của chúng tôi là bà Mục sư Nguyễn Châu Chánh, cùng 4 cháu nhỏ trong ơn che chở của Chúa. Tại đây tôi thường có dịp gặp gỡ và hàn huyên vui vẻ với những anh em mục sư. Chúng tôi có thể thông công với nhau trong tình yêu thương và ơn hệ của Chúa. Hàng ngày tôi vẫn nhận được nhiều thư từ của các bạn ở trong cũng như ở ngoài nước ân cần hỏi han về sức khỏe của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tuy nhiên, trong số ấy cũng có nhiều vị sợ tôi thất nghiệp nên hỏi thăm tôi lâu nay làm gì. Có thư tôi đã trả lời rồi một cách vắn tắt, có thư chưa? Xin các bạn thứ lỗi. Tiện đây tôi xin mạn phép trả lời chung cho tất cả các bạn. Từ ngày nghỉ hưu đến nay, tôi vẫn không nghỉ việc. Có chăng chỉ thay đổi việc làm mà thôi. Công việc thứ nhất mà tôi hăng say theo đuổi hàng ngày là đọc Kinh Thánh để tìm kiếm những sự dạy dỗ mới cho linh hồn. Lời Chúa phán, ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải theo, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Thi Thiên chương 31 câu 8. Tôi nắm chắc lấy lời hứa này và tự nhủ rằng nếu tôi không có thì giờ như hiện nay thì đời sống tôi không thể nào nếm trải được phước hạnh của sự học lời Chúa. Ngoài công tác trên đây, tôi vẫn không quên để nhiều thì giờ cầu nguyện đặc biệt cho công việc của Hội Thánh mà các đầy tớ của Chúa đang gánh vác trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Bởi sự dẫn dắt của Chúa, tôi tự nguyện sẽ đứng sau lưng những nhà lãnh đạo giáo hội và sẵn sàng góp ý kiến với họ trong tất cả những vấn đề liên quan đến vận mệnh Hội Thánh như tôi đã từng làm đối với những tôi tớ Chúa tại cô nhi viện, chuẩn y viện, thần học viện, địa hạt và các hội thánh lân cận. Với ý định đóng góp tích cực khả năng của mình cho công việc nhà Chúa, tôi đã nhận dạy mỗi tuần vài giờ bài người truyền đạo của Đức Chúa Trời tại Thánh Kinh Thần Học Viện và thỉnh thoảng đi thăm các hội thánh để cùng học Kinh Thánh chung với anh em. Viết xong tập hồi ký này, tôi sẽ bắt đầu soạn bộ lược giải Thi Thiên. Đó là chương trình của tôi trong những ngày sắp tới. Tâm trí tôi lúc nào cũng quyết hướng về Chúa và lòng tôi luôn luôn suy nghĩ về hội thánh của Ngài. Nguyện ước của tôi trong giai đoạn này có thể được gồm tóm trong Philip chương 3 câu 7 đến câu 16. Vì Christ, tôi đã coi mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ điều lời đó. Thật tôi xem những sự đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin đấng Christ mà được, tức là công bình bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài.
mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong cái chết. Ấy không phải tôi đã giật dài rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đương chạy hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu giật lấy rồi. Vậy anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt được mục đích, nhưng tôi cứ làm mọi điều, quên lửng sự đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật dài vì sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Hơn 40 năm qua, tôi đã đi với Chúa và Chúa đồng sống với tôi. Đức Chúa Trời là thành tín. Trong niềm tin tưởng đó, tôi xin kết thúc tập hồi ký này bằng bài thánh ca số 460, tư đề Thay lời cầu nguyện. Trường nhật tôi với Chúa Giêsu gặp nhau, đi mỗi bước không phân trước sau, ngày được theo dấu chân vui vẻ bấy, qua hết cả khi khu thế đồ, mình được đi với Giêsu sợ chi, bước chân vững khỏi cơn nguy hiểm. Ngày một tôi nương náu trong cánh Chúa, nay Chúa dẫn không kinh hãi gì. Từ một giây phút Giêsu gặp Chúa, theo mỗi bước chỗ ngay khúc eo, dầu là không cánh tôi bay bổng tới, chân Chúa dẫn đi thong thả trèo. Ngày một giây phút Giêsu ngài ơi, xin mỗi bước dẫn tôi đến nơi, hầu kịp chân Chúa đi theo mãi mãi, cho hết nẻo mênh mông cõi đời. Đi từ bước, bước thẳng đi, có chưa nữa không can chi, đi từ bước cùng Chúa đi, cho đến mãi vô tận kỳ. 46 năm chức vụ hồi ký của mục sư Lê Minh Thái. Tin lành được truyền đến Việt Nam đã gần 3 phần tư thế kỷ. Trong khoảng thời gian đó, các đầy tớ và con cái Chúa đã hoạt động như thế nào để hội thánh được phát triển và trưởng thành? Chúng ta sẽ thích thú nhận thức những điểm ấy trong quyển hồi ký này. Tác giả mục sư Lê Minh Thái vốn là một nhân chứng đã có mặt trong hội thánh Tin lành từ những ngày đầu tiên, lại được đề cử nhiều nhiệm vụ quan trọng trong giáo hội, trải qua nhiều biến cố chính trị. Do đó, sự ghi chép của ông được kể là khá chính xác, có thể phản ánh cách trung thực chủ trương và mục đích của Hội Thánh Tin lành Việt Nam là một tập thể được kết hợp để tôn thờ Đức Chúa Trời theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh và chuyên lo giao truyền tin lành cứu rỗi của Cứu Chúa Giêsu Christ, giá bán 670 đồng. Nhớ đón mua.